Xin chào các bạn đã quay trở lại với Xe Đẹp Auto. Ngày hôm nay Xe Đẹp Auto sẽ gửi tới các bạn một chiếc xe, đó là chiếc Hyundai Kona, một mẫu crossover thành phố. Vâng, chiếc Hyundai Kona này đương bán tại Xe Đẹp Auto với mức giá dưới 699 triệu. Xe đăng ký biển thành phố, sản xuất 2019, xe là bản 1.6 AT. Sau đây mình mời các bạn cùng tham quan kỹ chi tiết về ngoại thất của chiếc xe. Các chi tiết mép cản, lốp xe, la răng thì đã được chủ xe sơn màu đen cho nó cùng màu với cả ngoại thất của chiếc xe, tạo lên một cái sự màu đen huyền bí. Các chi tiết xe còn rất đẹp ạ, các mép nối rất là khít đều nhau. Các đường gân của xe các bạn có thể thấy được là rất là đều và thẳng, chưa có hiện tượng đâm đụng. Chiếc xe lướt này nếu các bạn mua về nó cũng sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá, và khi bạn các bạn muốn đổi xe thanh khoản nó cũng sẽ rất là tiết kiệm. Xe có trang bị camera lùi, cảm biến lùi ạ. Các bạn có thể thấy được các chi tiết của xe được hãng thiết kế rất là bắt mắt. Đây là khoang hành lý của xe, lốp sơ cua đấy, chưa hạ. Sau đây mời các bạn cùng tham quan về các đường ốc và đường keo chỉ, cũng như là đường ốc ở lắp cabo. Các chi tiết còn rất đẹp. Sau đây mình mời các bạn cùng tham quan về hàng ghế thứ hai của xe. Cái đường keo chỉ của xe đấy, đinh ốc, tắp đi cửa, ghế da còn rất căng mọng. Xe có trang bị cửa sổ trời. Tay nắm cửa mở cửa thông minh. Các bạn có thể thấy rõ được là các chi tiết của cái chiếc xe còn rất là rõ, chưa có hiện tượng bị bong chóc. Vâng, với một cái mẫu xe của Hàn Quốc thì được hãng mang lại cho người sử dụng những các tính năng tiện ích một cách thoải mái và sử dụng dễ nhất. Và hãy gửi những câu hỏi. Xe có trang bị màn hình giải trí tích hợp với cả bản đồ dẫn đường, camera lùi, điều hòa tự động, để lộ start top, cùng rất nhiều các tính năng khác. Để biết rõ hơn chi tiết về chiếc xe thì xin mời các bạn hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình, cũng như liên hệ để nhận được các tư vấn cũng như các thủ tục mua xe trả góp hay thủ tục sang tên di chuyển. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại các bạn trong các clip gần nhất của Xe Đẹp Auto.